biến Bộ Công an trở thành siêu bộ, Tô Đại và Thủ tướng chặn đường Lương Cường ra sao? Việc Tổng Trọng vắng mặt liên tiếp trong các kỳ họp quan trọng gần đây liên quan đến việc chuẩn bị cho kế hoạch nhân sự của Đại hội 14 đã trở thành điều dễ hiểu. Ông Trọng xuất hiện trước công chúng lần cuối vào chiều ngày 20 tháng 6 trong buổi tiếp và làm việc với Tổng thống Nga Putin. Hình ảnh được truyền thông nhà nước cho thấy Tổng Trọng có một thể trạng quá yếu, không có khả năng tự đứng lên hay đi lại. Các nguồn tin nội bộ cho biết ông Trọng đang được các bác sĩ điều trị tích cực trong Bệnh viện Quân đội 108 ở Hà Nội. Liên quan đến cuộc đua vào ghế Tổng Bí thư để thay thế cho Nguyễn Phú Trọng, được cho là khả năng cao, sẽ nghỉ trong thời gian diễn ra Hội nghị Trung ương 10 vào khoảng tháng 10 năm 2024. Theo giới quan sát, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch nước Tô Lâm đang là hai ứng viên hàng đầu cho chiếc ghế quyền lực này. Theo giới thạo tin, giữa hai ông Lâm và Chính vẫn thường xuyên nghi ngờ lẫn nhau, dầu rằng nguồn tin nội bộ khẳng định ông Tô Lâm và ông Chính là đàn em của cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Nhưng cuộc đua vào chiếc ghế quyền lực bậc nhất này không có sự khoan nhượng. Thủ tướng Phạm Minh Chính được cho là vị thế lép vế hơn so với Chủ tịch nước Tô Lâm với lý do ông Tô Lâm, Bộ Công an nắm rất rõ các sai phạm của Thủ tướng Phạm Minh Chính trong mối quan hệ với bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Chủ tịch công ty IEC, là nhân vật đang bị nhà nước Việt Nam truy nã. Tuy nhiên, bà Nhàn là người có mối quan hệ chặt chẽ với nhiều quan chức lãnh đạo cấp cao, đặc biệt là các tướng lĩnh quân đội, bởi bà có liên quan tới rất nhiều hợp đồng mua bán vũ khí, thay thế vũ khí của Nga. Đây chính là lý do vì sao khả năng Việt Nam bắt được bà Nhàn Hà Nội quy án là điều gần như không thể. Tuy nhiên, ông Thủ tướng Phạm Minh Chính vốn xuất thân từ tướng Tổng cục 5, tức là Tổng cục Tình báo của Bộ Công an. Ông cũng là một chính khách khôn khéo, quyền biến khôn lường. Thủ tướng Phạm Minh Chính là người có nhiều mưu ma trước quỷ. Người ta gọi ông Chính là tắc kẻ hoa đổi màu. Đó là lý do các đối thủ chính trị hay các đồng minh khó có thể biết rõ ông Chính đang có những toan tính hay âm mưu gì. Tuy nhiên, cũng có những ý kiến cho rằng không thể bỏ qua vai trò của Đại tướng Lương Cường, thường trực Ban Bí thư như một ứng viên sáng giá. Ông Cường có thể bất ngờ sẽ vượt lên để trở thành Tổng Bí thư tại Đại hội lần thứ 14 sắp đây, bỏ qua cả hai ứng viên là Tô Lâm và Phạm Minh Chính. Vào ngày 10 tháng 7, truyền thông nhà nước đồng loạt đưa tin về việc Thủ tướng Phạm Minh Chính ký quyết định số 613. Theo đó, Thủ tướng phân công cho Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang thay mặt chính phủ làm việc với các địa phương Hưng Yên và Đà Nẵng về tình hình sản xuất, kinh doanh, đầu tư, xây dựng và xuất nhập cảng. Cụ thể, quyết định 613 nêu rõ Bộ trưởng Lương Tam Quang có trách nhiệm làm việc về tình hình giải pháp thúc đẩy sản xuất kinh doanh, đầu tư công, xây dựng hạ tầng, xuất nhập cảng, tháo gỡ khó khăn về nhà ở xã hội, thị trường bất động sản, kỷ luật, kỷ cương hành chính và các vấn đề khác nổi lên trên địa bàn. Công luận đặt câu hỏi, chỉ đạo kể trên của Thủ tướng Phạm Minh Chính xuất phát từ đâu mà ra? Từ gợi ý của ông Chủ tịch nước Tô Lâm hay tự bản thân Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ động đề xuất ra? Theo luật sư Đặng Đình Mạnh, quyết định số 613 do Thủ tướng Chính ký cho thấy Bộ trưởng Quang được giao một vai trò như một người trong chính phủ và vai trò của các bộ trưởng đối với hai tỉnh vừa kể trên. Và điều đó cũng cho thấy vị thế khuynh loát tuyệt đối của Bộ Công an trong giai đoạn hiện nay. Việc Thủ tướng Phạm Minh Chính bước đầu áp dụng một thủ tục đặc cách chỉ là ví dụ ban đầu để khẳng định rõ vai trò siêu bộ của Bộ Công an. Đây sẽ là tiền đề mở đầu cho chủ trương biến Bộ Công an hiện nay dưới thời Chủ tịch Tô Lâm có vị thế như một siêu bộ. Tiến tới trong một thời gian ngắn nữa, siêu bộ này có thể hoàn toàn khống chế và vô hiệu hóa toàn bộ hệ thống quyền lực chính trị hiện nay của Đảng Cộng sản, bao gồm cả Bộ Chính trị, Ban Bí thư và kể cả Ban Chấp hành Trung ương Đảng là điều có thể. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình tiếp của Thời báo.de với bản tin biến Bộ Công an thành siêu bộ. Tô Lâm và Thủ tướng Phạm Minh Chính chặn đường Lương Cường ra sao? Vì sao Tô Lâm lật lại hồ sơ vụ Siputra có dính dáng gì tới Tổng Trọng hay không? Trong những ngày vừa qua, vào thời điểm chính trường Việt Nam biến động lớn, Chủ tịch nước, cựu Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm vẫn chưa có khả năng kiểm soát được toàn bộ quyền lực trong đảng. Dư luận đặt câu hỏi Tổng Trọng đang ở đâu và vì sao liên tục vắng mặt. Đặc biệt là liên tiếp 4-5 kỳ họp quan trọng gần đây, người ta thấy ông Trọng không tham dự mà chỉ gửi thư chỉ đạo. Theo giới quan sát, trong những ngày đầu của tháng 7 năm 2024, ông Trọng đã không tham dự các hội nghị rất quan trọng trong vai trò Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đó là Hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương diễn ra vào ngày 4 tháng 7, Hội nghị Quân ủy Trung ương diễn ra vào ngày 8 tháng 7,
Hội nghị Ban Bí thư triển khai quy định số 144 về công tác nhân sự chủ chốt cho đại hội lần thứ 14. Và mới nhất là Hội nghị Quân chính toàn quân vào ngày 10 tháng 7 do Bộ Quốc phòng tổ chức. Được biết, lần xuất hiện gần nhất của Tổng Trọng trước công luận là buổi hội đàm với Tổng thống Nga Putin tại Hà Nội chiều ngày 20 tháng 6. Theo những hình ảnh được truyền thông nhà nước công bố, Tổng Trọng xuất hiện trong một trạng thái rất xấu, khuôn mặt thì phủ thũng, dáng vẻ yếu ớt, không thể ngồi thẳng bình thường mà phải ngả người dựa vào phía sau. Nguồn tin nội bộ cho Thời báo.d biết rằng ông Trọng đã mất khả năng tự đi lại, có nghĩa là ông đã hết khả năng tự làm việc. Sinh, lão, bệnh, tử là quy luật của đời người, vì thế nguyên tắc ốm tha, già thải để thay thế nhân sự là lẽ thường tình. Nhưng với một kẻ tham quyền cố vị như Tổng Trọng thì đó là một cái nghiệp mà ông phải trả và bị người ta đòi nợ vào những năm tháng cuối đời. Đó là câu chuyện liên quan đến dự án khu đô thị Nam Thăng Long Siputra của nhà đầu tư Indonesia từ những năm 2002 đến năm 2004. Lúc đó ông Trọng là bí thư Thành ủy Hà Nội. Tờ báo Tuổi Trẻ vào năm 2006 đã bài viết nhà nước thiệt hại 3.000 tỷ đồng do quyết định duyệt giá đất của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. Theo bài viết, chỉ vì một quyết định của chính quyền Hà Nội vào ngày 14 tháng 2 năm 2004, duyệt giá thu tiền sử dụng đất của dự án Siputra sớm hơn 16 ngày so với ngày công bố giá đất theo luật đất đai, mà ngân sách nhà nước đã bị thiệt hại tới 3.000 tỷ đồng. Bài báo phân tích quyết định số 4622 ký vào ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội áp giá đất dự án Siputra thấp hơn giá thị trường rất nhiều, chỉ từ 620.000 đồng đến 1.500.000 đồng mỗi mét vuông. Sau quyết định 4622 có 16 ngày, chiếu theo luật đất đai, giá đất mới tại Hà Nội được công bố áp dụng từ ngày 1 tháng 1 năm 2005 là 6.480.000 đồng đến 12 triệu đồng một mét vuông, cao gấp 8 đến 10 lần giá đất và quy định số 4622 phê duyệt cho dự án đầu tư dự án Siputra. Đổi lại, lãnh đạo Hà Nội đã nhận được những khoản quả biếu trên mức tình cảm lên tới hàng triệu đô la bằng hiện vật và tiền mặt. Đây là một dự án đầy tai tiếng liên quan đến Tổng Trọng, một người nổi tiếng là trong sạch. Dù rằng Tổng cục An ninh Bộ Công an giai đoạn 2010 đã cho điều tra vụ án này, tuy nhiên vào thời điểm đó vì nhiều lý do khác nhau nên câu chuyện đã bị chìm xuống. Nhưng không hiểu vì lý do gì, mới đây bất ngờ Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội đã tổ chức một phiên chất vấn liên quan đến dự án Siputra theo yêu cầu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư để có căn cứ báo cáo Thủ tướng. Giới quan sát cho rằng những động thái này cho thấy có sự bắt tay giữa Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch nước Tô Lâm nhằm cái sức ép buộc Tổng Trọng phải chủ động sớm rút lui trước Hội nghị Trung ương 10 sẽ diễn ra vào tháng 10 năm 2024. Theo giới phân tích, nếu ông Trọng không tham gia và tham quyền cố vị, thực ra biện pháp này có nghĩa là với một lãnh đạo có tự trọng, còn với Tổng Trọng thì hoàn toàn không có ý nghĩa vì ông Trọng đang ở tình trạng sức khỏe rất yếu kém. Hơn nữa có một quy định bất thành văn trong nội bộ của Đảng, theo đó không chỉ tứ trụ mà ngay cả ủy viên Bộ Chính trị trở lên cũng được hưởng đặc quyền có kim bài miễn tử. Nghĩa là khi vi phạm có vấn đề tham nhũng, nếu chủ động xin thôi chức vụ thì sẽ được cho hạ cánh an toàn, không bị xử lý hình sự và thu hồi tài sản có được do tham nhũng. Trừ trường hợp ngoại lệ duy nhất cho tới nay vẫn chỉ có ông Đinh La Thăng mà thôi. Do vậy, việc lật lại hồ sơ vụ án Siputra, khu đô thị Nam Thăng Long Hà Nội đối với Tổng Trọng là điều hoàn toàn không có ý nghĩa nhiều lúc này. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình tiếp của Thời báo.d với bản tin vì sao vụ việc lật lại hồ sơ vụ án Siputra đối với Tổng Trọng là điều không có ý nghĩa. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.d.